dòng sản phẩm mới được sản xuất và mới được nhập khẩu về Việt Nam từ Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2018 này. Dòng sản phẩm có tên là Jaguar Suzuki PA 203V Bluetooth. Đây, về cách phân biệt sản phẩm thì ở vỏ bên ngoài ta sẽ thấy là sản phẩm được đóng bằng thùng giấy màu vàng, nền chữ màu xanh da trời. Trên sản phẩm sẽ có ghi rõ là Jaguar Suzuki PA 203V Bluetooth. Bên cạnh đây chúng ta sẽ thấy là trên vỏ thùng sẽ có tem mã vạch chống của Komi dán vào đây, đây Jaguar Suzuki PA 203V BT BN. Bên cạnh đó là chiếc tem từ. Ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy các một số thông số của âm ly, tên của sản phẩm PA 203V của Bluetooth, công suất RMS 300W nhân 2 channel, các chức năng mix, echo, mixing, kèm theo đó là Bluetooth support, có nghĩa chức năng phát nhạc của Bluetooth. Đây, vỏ ngoài của sản phẩm như các bạn đã thấy. Và bây giờ mình sẽ đập hộp sản phẩm này cho mọi người cùng xem. Khi mà mở sản phẩm ra chúng ta sẽ thấy là có catalog, kèm theo đó là phiếu bảo hành. Sản phẩm 500 để check từ catalog sản phẩm, kèm theo đó tên của sản phẩm, phiếu bảo hành ghi series trùng với cả series ở bên ngoài vỏ máy. Chúng ta sẽ thấy là phía trước mặt máy đây, chúng ta cùng quan sát mặt trước của sản phẩm. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải sẽ gồm có tầng chỉnh mic, gồm mic 1, mic 2 và các chức năng của nó, bản năng echo, NO, mid 2, tầng 1 và tầng 2 như nhau. Tiếp theo sẽ là tầng echo dùng để chỉnh hiệu ứng vang vọng của mic, gồm có volume, NO, HI, RBT, DNI, delay. Ở dưới nữa sẽ là tầng chỉnh nhạc, gồm có volume nhạc, balancer, NO, mid, HI. Ở bên cạnh như ta nhìn thấy là có một nút dùng để chuyển đổi giữa chế độ chơi nhạc, chế độ Bluetooth. Đây, biểu tượng phím nổi này, ghi music, có nghĩa khi ta để nổi lên sẽ dùng để chơi nhạc. Và đây có thể BT đang chìm xuống như này, thì khi chúng ta ấn BT chìm xuống sẽ chuyển đổi sang chế độ là phát nhạc bằng Bluetooth. Tiếp đến bên này là tầng chỉnh master, điều khiển chung cho tất cả music và mic. Toàn bộ thiết kế thì vẫn như cũ, không khác biệt gì mấy so với dòng 203NGOLD cả. Tuy nhiên nó sẽ có thêm ở đây là một bộ thu Bluetooth dành cho điện thoại và các TV Smart hiện nay. Rất nhiều dòng TV Smart bây giờ đã có chức năng là phát nhạc bằng Bluetooth rồi.
Chúng tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn mặt trước của sản phẩm và bây giờ sẽ là mặt sau của nó. Theo thứ tự từ bên tay trái sang tay phải, ta sẽ thấy rằng là đầu tiên sẽ có một cái nút gạt để chuyển đổi giữa các đường input A và B. Đây. Sau đó chúng ta nhìn thấy ngay là input A và input B. Đây tất cả các đường đầu vào để đưa thiết bị. Ví dụ như ta có thể cắm điện thoại vào đây và cắm chiếc đầu karaoke vào đây. Đó. Sau đó gạt để chuyển đổi giữa các thiết bị với nhau. Tiếp theo đây là effector, có nghĩa là đây là cái cầu loa sử dụng để đấu với equalizer. Tiếp theo đến là đường các đường output, gồm có đường mic để đưa ra vào các cái đường chấm điện của đầu karaoke, đường line đưa xúc điện đưa ra các thiết bị ngoại vi mà có đầu vào khác, đường red đường này để dùng để cho các thiết bị ghi âm. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ thấy là có hệ thống các cọc loa dùng để xoáy các dây loa cho thật chặt chẽ để đưa ra loa. Đằng sau đây chúng ta có nhìn thấy là sẽ có tem của công ty Zebo Su Rong dán, cũng có mã vạch, cũng có tên của sản phẩm, đó là BA203G, Bluetooth, chúng ta viết tắt là BT VN, có nghĩa là Bluetooth Việt Nam đó. Kèm theo đó là ngày tháng sản xuất. Bây giờ chúng tôi sẽ thử âm thanh của chiếc âm ly này. Sau đây thì Vivo Audio xin được thử chất âm của dòng sản phẩm Zebo Su Rong BA203G Bluetooth thông qua cái chức năng Bluetooth của sản phẩm này. Thì đầu tiên để phát Bluetooth, chúng ta sẽ bật Bluetooth của thiết bị này. Khi lần đầu kết nối với sản phẩm, chúng ta sẽ thấy rằng là điện thoại sẽ dò được một thiết bị Bluetooth tên là Jaguar. Hãy ấn vào nút Jaguar. Đó. Lúc này thì điện thoại đã báo chúng ta đã kết nối. Sau khi kết nối xong Bluetooth, hãy thoát ra bên ngoài và bắt đầu phát nhạc. Hãy vào chương trình phát nhạc của bạn và chọn bài hát bất kỳ ở đó. Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ, dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chờ không tiếng cười trẻ. Sau đây thì mình sẽ thử chất âm vang vọng tiếng mic của dòng âm đi Zebo Su Rong BA203G Bluetooth này. Sau đây thì mình sẽ thể hiện một đoạn ca khúc cho bạn cho tôi của Nam Trường để cho mọi người cùng cảm nhận chất vang của Trường đi này. Ngày xưa nghe hơn như là đôi
thân tiên trong ngày nắng mưa bao của tình bạn thân. Ngày xưa phương xây sân đàn ca hôn tôi nhẹ nâng biết đâu mai đây nơi tôi đến khi người trao niềm tin đưa bàn tay đến trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi có nhiều niềm đời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này từ nụ hoa còn đẹp mãi cùng nhau trong đời. Các bạn vừa mới được nghe một đoạn cho bạn cho tôi do mình thể hiện. Các bạn thấy sức vang của chiếc âm ly ra của PA3V Bluetooth này quá tuyệt vời, nghe rất là hay. Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Zango Sumsong PA3V Bluetooth này, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại 097 989 1681, 097 989 1682, hoặc mà có thể truy cập website nguyenvuaudio.com.vn nguyenvuaudio.com để xem thêm các thông tin chi tiết của sản phẩm. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để mua sản phẩm này tại địa chỉ 57A Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau đó.